Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đây đang là một bộ ghế pháo chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và qua clip này thì Mộc Nam Huy sẽ chi tiết giới thiệu cũng như là báo giá đến quý vị để quý vị cùng tham khảo nhé. Vâng, và với thiết kế rất là đơn giản thưa quý vị, đặc biệt thì sẽ rất phù hợp cho quý vị để trong nhà và có cái thiết kế nó hiện đại và cực kỳ là sang trọng quý vị ạ. Đặc biệt hơn nữa thì những cái bộ ghế này rất ít những cái chi tiết đục chạm, vậy nên khi quý vị vệ sinh và lau chùi cũng sẽ rất là đơn giản. Một bộ ghế này thì tiếp tục là 6 món, bao gồm một ghế băng dài, hai ghế con, một cái bàn có hai hộp kéo, một đôn cao hộp kéo và một chiếc đôn thấp, với chiếc ghế băng làm với cái chiều dài lên tới là 2m4 phủ bì, chiều cao là 92 và chiều sâu là 60. Một cái kích thước nó rất là dài, đủ để cho 4 người có thể ngồi trên chiếc ghế băng này. Và hai chiếc ghế con đối diện thì được làm với các chiều rộng của bì lên tới là 1m1 và chiều cao thì tiếp tục là 92 và sâu là 60. Chiếc bàn thì được làm rộng với cái chiều rộng là 75 và chiều dài là 1m45 bằng với một bộ mặt bàn của bộ Minh Cúc Đào cột 14 thưa quý vị. Đây sẽ là bộ ghế rất là lớn và sử dụng trong cái quy cách đó chính là bề rộng lên tới là 2m8 thì quý vị mới xếp mới có đủ những không gian thoải mái để quý vị đi. Còn chiều dài nó sẽ là 2m4. Vâng, đây sẽ là một bộ ghế pháo và được làm với các cái dàn mặt đều là mặt khuôn tranh và khuôn tranh là một lá quý vị nhé. Với cái dàn bao lam ngoài được làm với độ dày 2/2 và bao lam trong là dày 1/2 và bao lam trong là liền nguyên tấm và đặc biệt thì rất là cứng cáp liền lạc quý vị nhé. Và các cái phần tay, các phần tay đây là các cái phần tay hộp thưa quý vị, đã được anh em làm, anh em lựa bông vân cây đó, rất là đẹp, rất là đều các dàn tay hộp. Và duy nhất trên cái bộ ghế này chỉ có một cái phần đục chạm, đó là phần cái tay này quý vị thấy này, chỉ duy nhất có một phần là đục chạm, còn hoàn toàn là các cái phần trơn, anh em làm trơn hết để rất là dễ dàng cho quý vị nếu như vệ sinh và lau chùi những cái sản phẩm này. Về cái phần tó của chiếc ghế này thì ở như quý vị thấy đây là phần tó đặc nguyên khối và đường kính đó chính là 12 để anh em tiện tròn, và bên dưới đó chính là cái phần vần vách. Cái phần vách này thì được Mộc Nam Huy làm nguyên khối hai mặt ngoài có cái độ dày là 5/5 quý vị nhá. Và bao lam trong là cái dàn vách này được làm 1/2 mặt trước và mặt sau cũng tiếp tục là 1/2. Ở đây thì hai cái mặt này Mộc Nam Huy đều làm là cái bắt các cái dàn mặt như vậy luôn để đã đóng cho nó kín quý vị nhá. Khác biệt hoàn toàn với những cái hàng mà để ở cái mặt sau thì nhìn nó rất là thô. Vâng, cái phần vai và gọi là phần cổ ở dưới thì như quý vị thấy đây, phần cổ dưới thì anh em chạy 3 đường chỉ ở đây. Và tiếp xuống phần cổ thứ hai ở bên dưới thì cũng được anh em chạy 5 ri. Đây là các cái đường chạy 5 ri rất là đẹp với các cái bản dày lên tới là 2/5 quý vị nhá. Rất là đẹp trên cái bộ ghế pháo này thưa quý vị. Vâng, các chi tiết hoàn toàn đều là thẳng và trơn để quý vị dễ dàng lau chùi. Chiếc bàn thì như quý vị thấy đây cũng tiếp tục là một cái bộ mặt bao lam trong 1/2 liền một lá rất là đẹp. Và cái bàn nó rất là rộng nha quý vị nhá. Bàn nó rộng tới 75, dài 1m45. Đúng bằng một cái bàn của một bộ Minh Cúc Đào cột 14 luôn, rất là to. Và hai chiếc ghế con cũng thiết kế tương tự như chiếc ghế băng thì cũng tiếp tục là một cái bộ trương hay gọi là bộ tó cũng được. Đó, phay tròn 12 đặc nguyên khối quý vị nhá. Đây đặc nguyên khối rất là đẹp. Bộ vách dày 5/5 và hai mặt tựa và hai mặt đằng sau lưng đều là bao lam dày 1/2 và các cái đường bao lam xẻ rãnh đây quý vị thấy rất là đẹp. Và có đường mộng bên trong nhé quý vị nhé. Cái bao lam trong thì nó sẽ có mộng ở bên đây. Đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Thưa quý vị, trên chất liệu là gỗ đỏ 100%. Vâng, đây là bộ ghế mà lần đầu tiên Mộc Nam Huy giới thiệu trên YouTube và xin được báo giá luôn cho quý vị. Với mức giá là chỉ có 30 triệu thôi. Giá thì bằng một bộ Minh Cúc Đào cột 12 hàng thông thường. Tuy nhiên thì đây sẽ là một bộ ghế với thiết kế nó rộng hơn, to hơn. Và đặc biệt thì nó sẽ phù hợp hơn cho quý vị thích những cái sự đơn giản và hạn chế về cái phần đục chạm và dễ dàng cho quý vị trong cái phần vệ sinh và lau chùi, cũng như thì phù hợp cho những quý khách hàng và quý anh chị là những người trẻ tuổi thích sử dụng những cái bộ ghế nhìn cho nó hiện đại và sang trọng cũng như là đơn giản. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video này và xin được báo giá thưa quý vị, đây là sản phẩm sơn hoàn thiện sẽ có giá là 30 triệu tại Mộc Nam Huy. Quý vị có nhu cầu xin gọi ngay vào số điện thoại là 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Mộc Nam Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.